Malaysia tháng 8 năm 1945. Hãng Universe Entertainment trân trọng giới thiệu bộ phim của đạo diễn Trần Mộc Thắng. Người, đi, nhanh lên. Với sự tham gia của các diễn viên Quách Phú Thành, Ngô Kinh, Thư Kỳ, Trương Thị Sơ. Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Xin lỗi thưa đại tá, lần này chúng tôi đã tiêm với liều lượng gấp đôi. Tôi nghĩ nhất định là do quá liều. Xin ngài tha lỗi. Đồ vô dụng. Để thắng được cuộc chiến này, phải biến những tên tù nhân này thành quân của chúng ta. Thí nghiệm nhất định phải thành công. Rõ. Dị nhân. Các vị quan khách, buổi biểu diễn của đoàn Phích Lịch Kim Cương tối nay chính thức bắt đầu. Đầu tiên xin mời. Sao lại quên mất là ai rồi? Đúng rồi. Đầu tiên xin mời người đẹp của chúng tôi, Soái ca Hạ Quân, biểu diễn cho quý vị màn múa roi ra lốc xoáy vô địch. Các vị quan khách, tiếp sau đây chính là phần trình diễn hấp dẫn nhất của ngày hôm nay. Anh chính là vua phi đao vô địch thiên hạ. Anh sẽ biểu diễn cho quý vị một màn tuyệt kỹ phi đao đầy hồi hộp.
Khuyên quý vị đừng nên chớp mắt, vì phi đao của anh ấy rất nhanh, khó lòng nhìn thấy được. Các vị quan khách, xin mời vua phi đao. Chính là tôi, Song Dao Sunny. Chú Đạt, Sunny lại gây rối rồi. Các vị quan khách, tôi chính là người nổi tiếng thiên hạ, võ công cao cường, thiên hạ vô song, là tay phi đao hàng đầu. Đó là vì tôi là hậu nhân của tiểu lý phi đao. Người đời gọi tôi là phi đao vô tình, chưa từng rời lệ. Song Dao Sunny chính là tôi. Quý vị có phải là đã thấy hưng phấn rồi không? Chúng ta gặp rắc rối rồi. Tốt lắm, cô cầm lấy quả táo này. Cô không phải sợ. Một chút thôi cháu sẽ trả tiền cho cô. Giơ cao lên một chút. Tốt lắm, đưa lại gần một chút. Được rồi, thư giãn đi, nhìn tôi nhé. Nản chẳng muốn xem. Chú gọi xe cấp cứu đi. Phi đao nhất xuất, Thủy Dư tranh phong. Cho em thêm một cơ hội nữa đi. Một lần nữa thôi. Qua bên kia đứng là được. Thật quá đáng. Người đúng là đồ khốn. Có phải là người muốn làm loạn phải không? Lát nữa ta sẽ chỉnh đốn người. Đợi một lát nữa cháu sẽ đưa tiền cho cô. Thật quá đáng đi, quá đáng đi. Được rồi, người mau phóng qua đây để ta xem người lợi hại đến mức nào. Người thật là phiền. Người chết chắc rồi. Người làm ta cáu rồi đấy. Nào phóng đao đi. Có chuyện gì thế? Nhường lối cho tôi đi qua. Xin lỗi, lại đây ngồi xuống. Đại sơ, có hai cô em mới đưa đến đây để tiếp cậu. Chú Đạt, tôi thực sự không hiểu sao chú lại thu nhận tên danh kia. Đầu óc thật có vấn đề, sẽ hại chết chú đấy. Còn nữa, cha nó đã chết bao nhiêu năm rồi? Thiên phủ phi đao ư, vớ vẩn. Anh đại sơ, em không lừa anh, em chỉ muốn học biểu diễn phi đao. Thằng danh, sớm muộn gì mày cũng sẽ chết dưới đao của tao. Đừng có nóng, đi vui vẻ đi. Tiếp đây anh đại sơ tốt vào đấy. Đi thôi, vui vẻ nhé, chơi vui vẻ. Mau mau thả cháu xuống. Cháu chịu hết nổi rồi. Cháu sẽ mời chú đi ăn cơm. Chú còn đứng đấy làm gì? Đại sơ là kẻ nham hiểm. Cháu đừng có xúc phạm hắn ta. Còn làm thế sớm muộn gì hắn ta cũng giết chết cháu. Đừng có ở đây gây rối nữa, mau về Hồng Kông đi. Cháu không đi đâu. Cháu chỉ muốn biểu diễn phi đao, sao chú không cho? Đấy là cháu tìm cơ hội để thử thôi. Thử phi đao à? Ta đã nuôi cháu từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Cháu nặng mấy cân mấy lạng ta còn không biết sao? Ta vẫn thường nói với cháu đấy, cháu không có tài năng phi đao đâu. Cháu đừng có suốt ngày nói tới chuyện phi đao có được không? Cháu chỉ có gây họa thôi. Chú đã nhẫn nhịn, tiếp tục cho cháu ở lại đây làm thằng hề. Nếu không phải cha mẹ cháu chết sớm, không phải ta chăm sóc cháu thì ta đã đuổi cháu đi lâu rồi.
Chú cho cháu thêm một cơ hội nữa đi. Không cần nói nữa, cứ như vậy đi. Cháu làm được thật mà. Không được. Cháu làm được thật mà. Thực sự cháu không làm được. Cháu làm được. Làm được, làm được cái gì? Cháu làm không được đâu. Cháu phi đào cũng không được, làm người cũng không được, làm chuyện gì cũng không được. Tốt hơn cháu nên đi đi. Dùng tâm cảm nhận, dùng mắt ngắm cho chuẩn, dùng khí xuất đao, khí cùng với gió kết hợp, con phải làm bạn với gió, để cho gió có thể điều khiển con dao của con. Con nhất định có thể làm được, con trai. Vì sao con không làm được? Lẽ nào con không có khả năng? Đại ca, này này, có chuyện gì? Ở bên kia đồi có người đào thế vàng, lần này chúng ta phát tài rồi. Là thật hay giả? Em không có nói dối, chính tay em nghe thấy. Đi thôi. Đại ca, chính là ba người này. Bọn chúng ở quán rượu nói rất khoa trương. Bọn chúng nói có bản đồ kho báu gì đó. Bọn chúng khuynh ra bại sản mới mua được. Nói cái kho báu đó do người Nhật bỏ lại. Giờ phát tài rồi. Ông xã, nếu những thỏi vàng đó thuộc về chúng ta, không cần ở lại đoàn xiếc nữa, đến một nơi không ai biết. Bà xã anh sẽ thuê cho em 10 người hầu, cùng em vòng quanh thế giới. Thuê 10 người hầu canh em để anh có thể đi chơi bời à? Bà xã, anh làm sao dám? Anh có mà không dám. Cả đời ta chắc không phải sầu não, đừng vội. Đi nào. Thật mất mặt. Làm sao cái nơi thấp như thế mà cũng ngã được? Cũng may là không có ai phát hiện. Bên này có vẻ cao hơn, mình sang bên này thử xem. Này, anh đại sơ, sao nhiều người thế này? Ở đây mở tiệc chạy lửa sao? Nhất định là chơi rất vui đúng không? Em vừa ở bên đấy tập luyện nhào lộn, gần được thì bị chóng mặt. Em không nhìn thấy gì cả. Sao bọn họ chưa chi đã say thế? Vì mày đã đến đây, có thể nói là chúng ta có duyên phận. Anh đại sơ này sẽ cho chúng mày một cơ hội. Có phúc cùng hưởng được chứ. OK, đi thôi. Có ma quỷ không?
quái thú, quái thú. Quái thú cây cây chỉ là xương người thôi. Người mà xương sống dài thế sao? Anh xem cái đầu này sao hộp sọ to thế, lại còn có móng thú. Lẽ nào chúng ta phát hiện được người ngoài hành tinh? Mặc kệ nó là người hay là quái thú, nó cũng chết rồi. Hình như ở đằng trước. Mày đến xem có gì không? Đi mau. Đằng trước còn có đường à? Phải rồi. Đi mau. Hết đường rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện quái bất quái. Anh Đại Sơn, ở đây đã chết bao nhiêu người rồi, chúng ta chạy thôi. Im miệng đi, kiếp trước mày bị cầm à? Mày mà nói nữa thì chết luôn ở đây đấy. Anh đúng là xấu xa. Không được mở. Ông xã, những thứ này là cái gì thế, nhiều quá, anh cũng không biết. Này mở nó ra. Ta bảo mày mở nó ra. Chết rồi, bị trẹo tay rồi, không có cảm giác gì, phải làm sao đây? Anh Thiết Căn, sức anh rất khỏe, anh mở ra đi. Đại ca bảo mày mở nó ra, mở ra. Sao thế nhỉ, tự nhiên khỏi rồi, không sao nữa rồi, thật là kỳ quái. Khỏi rồi hả, chúng là không sao chứ, không sao nữa rồi, mau mở ra. Vâng. Mở thế nào đây? Lạy trời, lạy trời. Vàng thỏi, nhìn xem bà xã vàng thỏi. Có phải thật không? Tao không thể tin vào mắt mình. Là thật, là vàng thật. Anh Đại Sơn phát tài rồi. Thiết Căn, dẫn Sonny sang bên kia canh chừng. Đi canh chừng à, đi đi. Mau đến đó xem còn nữa hay không. Anh Thiết Căn, khi thực ở đây chẳng có ai cả. Canh chừng gì chứ. Chạy thôi.
cái trò gì thế? Có người lên thuyền cũng không biết. Đại ca, sao hắn lại như thế? Liệu có bệnh truyền nhiễm không? Phải làm sao đây? Làm sao gì? Không thể để hắn phát hiện ra hàng hóa của chúng ta. Mau ném hắn xuống biển. Con trai, làm người cũng như phi đao, nhất định phải có mục tiêu. Còn phải kiên trì đến cùng, không được bỏ cuộc. Hồng Kông. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Đói quá, có ai không? Này, có ai không? Này, có ai không? Có ai không? Đói quá. Đói quá. Cá mặn cũng được. Ăn đầu trước. Ngon quá. Ngon quá. Này, làm gì đấy? Ăn trộm cá. Người đâu đến đây mau. Có trộm, đến đây mau. Có trộm. Mau bắt trộm. Chỉ vì tôi đói quá thôi, tôi không phải là trộm. Bắt lấy hắn. Tôi xin lỗi. Đừng có mà đến chỗ chúng tao nữa. Còn đến thì tao sẽ đánh chết mày thằng béo. Dừng xe. Dừng xe. Dừng xe, dừng xe, dừng xe. Anh gì ơi, cái lốp xe của tôi nổ mất rồi. Anh có thời gian giúp tôi được không? Được. Này, anh nhảy xuống biển à? Không phải. Vậy anh bị người ta cướp à? Không phải. Vậy thì tại sao anh lại sụt sũng toàn thân? Tôi đi bơi. Đi bơi? Mặc quần áo thế này đi bơi? Anh có giấy tờ tùy thân không? Nếu không có, tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát.
Đừng, đừng có báo cảnh sát. Tôi có giấy tờ tùy thân. Tôi tên là Lý Phi. Người đời gọi tôi là Phi Đao vô tình chưa từng rơi lệ. Song Đào Sunny chính là tôi. Vậy là người nổi tiếng rồi. Đúng vậy. Tôi là người của đoàn biểu diễn Phích Lịch Kim Cương. Biểu diễn Phi Đao. Có cần tôi đưa đến bệnh viện không? Không cần. Tôi cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại béo thế này. Như thế này đi, cô đưa tôi về nhà là được rồi. Đúng rồi. Cô tốt bụng quá. Tên cô là gì? Tên tôi là Anh Nhi. Tên đó rất hợp với cô. Thực ra tôi biết cô. Tôi đã thấy cô trên TV. Cô chính là đóa hoa của chương trình tin tức. Cô Anh Nhi, bánh quy của cô ăn thật ngon, cảm ơn cô. Anh Nhi, thực ra tôi không béo như thế này đâu, tôi rất gầy. Lần sau nếu anh còn nhảy xuống biển, không còn ai gặp lại anh đâu. Đã làm phiền cô, không cần khách khí. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Chú Đạt. Chú Đạt. Vì sao họ vẫn chưa quay về? Quý vị khán giả, xin chào buổi tối. Tôi là Trần Anh Nhi, bây giờ là bản tin vắn. Vào hồi 12 giờ đêm qua, có một chiếc xe bọc thép tại Vịnh Cửu Long, đường Hoàng Thái, đang đi trên đường thì bị cướp, tổn thất hơn 5 triệu tiền mặt. Đêm qua tại phố Hoàng Thái, tại tiệm châu báu nơi xảy ra vụ cướp, những tên phỉ đồ không hề cầm súng. Số châu báu bị cướp đi giá trị ước chừng trên 30 triệu. Những nhân chứng nói rằng phỉ đồ gồm 3 nam, quay hình khủng bố phỉ quái. Giống như với những vụ cướp xảy ra trước đây, cảnh sát vẫn tiếp tục lấy lý do cơ mật, chưa giải thích rõ ràng với công chúng. Từ đầu tuần đến nay đã xảy ra 8 vụ cướp phi quái, hiện trường của những vụ cướp. Bọn chúng dùng vũ khí gì? Không có vũ khí. Thấy cái kính chống đạn này? Họ nói phỉ đồ chỉ dùng một quyền đã đấm bảo vệ bay vào tường làm kính vỡ vụn. Không phải chứ?
Cảnh sát đường, vị đây là giáo sư Vu Sâm, là học giả ở sở nghiên cứu sinh vật phái tới đây. Phía sau là hai chuyên gia từ đại lục được mời tới. Bọn họ nghi ngờ chúng dính dáng đến những vụ án siêu nhiên. Họ là Tôn Hạo và Trình Tú Hoa. Việc này có thể giao cho họ. Tôn Hạo, tất cả là nhờ vào anh. Sau khi xong việc trả gấp đôi tiền công. Sao đây? Còn lợi hại hơn lần trước. Thì sao nào? Nhìn cái nhẫn kim cương kia xem, cái đó lớn thật. Vậy thì lấy đi. Dù sao cũng đã bị cướp rất nhiều rồi, có thiếu một cái thì cảnh sát cũng chả phát hiện ra. Chúng ta còn một tháng nữa là kết hôn rồi. Anh định vào tù rồi lấy em à? Không cần một tháng, cho anh 20 ngày. Anh đảm bảo sẽ bắt được bọn chúng. Rồi lập tức cưới em. Chào em. Đi đến đây tìm anh, sao không gọi điện thoại trước? Anh Kiệt gửi cho em thông báo, nói em tuần sau ra ngoài làm thợ săn ảnh. Tại sao lại thế? Là thế này. Lâm tiên sinh khiếu nại chúng ta, nói cuộc phỏng vấn lần trước của em có yếu tố hạ thấp ông ta. Luật sư đã gửi thư tới, ông chủ muốn tìm người chịu tội thay. Chuyện đã 2 năm rồi giờ lại đến khiếu nại. Lại đây. Nghe anh nói đã. Công ty không đuổi em, thực sự là may mắn lắm rồi. Những tên có tiền đó nếu đã muốn chơi, chúng ta không có nơi nào đi nữa, phải không? Khải Khải đừng có nói dối em. Anh hãy nói với em sự thật. Em muốn nghe sự thật. Được. Công ty muốn nâng đỡ người mới cho em nghỉ. Thế đấy. Nâng đỡ người mới. Giao giao ư? Phải. Anh muốn giúp em nhưng không thể được. Làm ăn khó thế đấy. Em cũng từng là người mới. Khi em thăng tiến thì một người khác cũng đã bị đuổi. Công ty chỉ quan tâm đến lợi ích lớn nhất. Cô ta làm mới được có 2 tháng. Phải. Kinh nghiệm của cô ấy chưa có. Ngay cả chuyện nói năng cũng chưa rõ ràng. Nhưng anh nói thật em cũng đừng có giận. Cô ấy trẻ hơn em, cười cũng ngọt ngào hơn em, hấp dẫn khán giả hơn em. Việc này anh thấy rất vừa ý. Anh càng vừa ý hơn khi cùng cô ta trên giường chứ gì. Nếu phải thì sao? Anh Nhi, em hết thời rồi. Kỳ thực giờ em ra đi không phải tốt hơn ư? Ít ra còn vài khán giả nhớ em là đóa hoa của kênh tin tức CSS. Ngoài ra, anh cũng muốn cho em biết chuyện tình cảm đôi lúc không thể miễn cưỡng. Thứ nhất, tôi vì anh chia tay. Thứ hai, tôi khinh bỉ anh. Từ giờ đừng có tìm tôi. Em yêu. Em tới tìm anh sao không gọi điện thoại trước? Tôi nhất định khiến anh phải hối hận.
đau quá. Chú Đạt. Chú Đạt. Alo. Chú Đạt. Cháu Sonny đây. Cháu về Hồng Kông rồi. Sao bọn chú chưa về? Này thằng tiểu tử thối, chúng mày đã làm trò gì thế hả? Cảnh sát Malaysia đang truy nã chúng mày. Cả đoàn đã bị bọn họ giữ lại. Bây giờ đi thay cái quần đùi cũng không được. Không liên quan gì đến cháu. Tại bọn đại sơ gây chuyện. Đã bảo cháu rồi không gây chuyện với bọn nó cơ mà. Chú Đạt, cháu. Cháu sợ quá, hình có dị tật, cháu rất gầy. Phải, mày đúng là rất gầy. Không phải đêm hôm qua cháu rất béo. Rốt cuộc mày nói cái gì? Còn nữa, cháu thấy còn mũi bay rất chậm. Mày điên rồi à? Đến đồn cảnh sát hay đến bệnh viện tự mày chọn đi. Chọn cái gì? Cảnh sát còn đang tìm cháu. Mày không làm thì mày sợ gì? Không nói nhiều nữa, mau đi báo cảnh sát. Vâng, tạm biệt. Bye bye. Mày đốt tao à? Làm gì dễ như thế? Đi 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 đi, nơi này rất nguy hiểm. Đi đi, nói anh đấy. Đi mau đi, đi mau. Nơi này rất nguy hiểm, qua bên kia. Anh cảnh sát, có chuyện gì? Tôi muốn báo án. Sở cảnh sát có chuyện rồi, báo án cái gì? Mau đến kia, mau lên. Sức nhẫn nại của tao cũng có giới hạn thôi. Đúng thật, có một tên đang giữ một nữ cảnh sát. Một, hai, còn có hai người nằm dưới đất nữa. Không phải chứ. Sao như vậy mà cậu cũng nhìn thấy à? Còn thấy rất rõ nữa. Không được nổ súng, hắn đang dí chặt súng vào con tim. Nếu như nổ súng, con tim sẽ chết. Có phải tao giết chết nó thì chúng mày mới tin? Hiện sạ chuẩn bị, khi có cơ hội lập tức nổ súng. Lũ cảnh sát chết giận chúng mày, mau tránh đường cho tao ra. Mau tránh ra. Này, chuyện gì thế? An Nhi, xảy ra chuyện rồi. Phạm nhầm cướp súng, đang bắt giữ con tim. Tôi đi cùng họ, được vào đi. Không được tùy tiện bước tới, ở phía trước rất nguy hiểm. Anh Nhi, chào. Cô không nhận ra tôi à? Tôi là Sunny đây. Ai cơ? Song đao Sunny. Tôi chính là gã béo hôm đó. Hả? Người tôi rất gầy mà. Vì sao xe vẫn chưa đến? Này đừng làm phiền tôi, có người chết rồi. Người đó vẫn chưa chết, không cần phải sợ. Cái cảnh sát đó hình như sắp chết rồi. Anh nhìn thấy ư? Tên phỉ đồ đó chĩa súng vào đầu nữ cảnh sát, lại còn bóc cổ cô ấy, nguy hiểm quá. Nữ cảnh sát đó sắp chết rồi. Tao bắn thật đấy. Đứng yên, bắt lấy hắn, thả ta ra. Ai đã nổ súng? Thưa sếp, không có ai nổ súng. Trông giống một thanh tre. Là anh ta. Người phi thanh tre chính là anh ta. Giỏi quá. Tiên sinh, xin hỏi quý tính, anh có phải là nhân viên cảnh sát không? Có phải anh đã được huấn luyện tại đội đặc nhiệm phi hổ không? Đi theo tôi. A Kiệt, đưa máy quay cho tôi. Anh Nhi, chị mau chạy đi. Tôi ở lại giữ chân bọn họ. Đừng có qua đây, đừng có qua đây. Cô nhận ra tôi chưa? Giờ ai cũng nhận ra anh rồi.
Có thể giúp tôi một lần được không? Được giúp thế nào? Giúp tôi làm một cuộc phỏng vấn độc quyền. Trường hợp của anh là trường hợp dị biến rất hiếm gặp ở người. Tốc độ phân chia tế bào của anh nhanh hơn thường, nhanh hơn nhiều lần người thường, và vẫn còn tiếp tục biến hóa. Xương sụn cũng không ngừng tăng thêm. Đừng nói luyên thuyên nữa. Ta chỉ muốn biết khi nào tao có thể trở về nguyên dạng. Anh đại sơ, anh và các bạn của anh đã nhiễm phải virus sinh học. Tôi nghĩ tôi phải biết được thành phần của virus mới có câu trả lời được. Thực sự tôi không biết cứu anh bằng cách nào. Tôi xin anh hãy thả tôi ra. Ở nhà tôi còn có vợ con. Đại ca, mau đến mà xem. Sáng nay tại sở cảnh sát đã xảy ra một vụ bắt giữ con tin. Nữ cảnh sát bị bắt làm con tin sau khi điều trị đã xuất viện. Kẻ bắt nữ cảnh sát làm con tin đã bị thương ở tay. Hắn sẽ bị cơ quan cảnh sát khởi tố. Qua ống kính có thể thấy, đây chính là người anh hùng vô danh, phi thanh tre cứu người. Tạm thời danh tính của anh ta vẫn chưa được xác định. Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe phóng viên ở đó đem tới cho quý vị bản tường thuật chi tiết. Nó cũng bị trúng độc. Hắn cũng trúng độc sao hắn không hề gì? Virus sao không ảnh hưởng tới hắn? Thể chất mỗi người khác nhau, khả năng phản ứng với virus cũng không giống nhau. Hoặc là trong người cậu ta có kháng thể. Mày đã hại chết em tao. Mặc dù tao không chết, nhưng bộ dạng của tao đã ra thế này. Chào quý vị, tôi là Trần Anh Nhi. Trong những ngày thường xuyên xảy ra các vụ cướp như hiện nay, cuối cùng đã có một vị anh hùng vô danh xuất hiện, phóng một thanh tre hóa giải được vụ bắt giữ con tin, cứu được sinh mạng của một nữ cảnh sát. Anh ấy hiện tại đang ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ để anh ấy tự giới thiệu về mình. Xin chào. Chào mọi người. Tên tôi là Lý Phi. Biệt danh là Sony. Nghệ danh Song Đao Sony. Song Đao Sony, nghe tên của anh cũng biết được tuyệt kỹ vừa rồi của anh không phải là ngẫu nhiên. Nhìn thân chủ của anh, cùng với những thứ được bố trí ở đây, công việc của anh với võ thuật liệu có phải là có mối quan hệ? Việc đó với võ thuật không hề có quan hệ. Nó là một môn luyện tập được biểu diễn ở đoàn xiếc. Công việc của tôi được đi cùng đoàn xiếc, đi biểu diễn trên toàn thế giới. Tuyệt kỹ phi đao của anh là do ai dạy? Tuyệt kỹ phi đao của tôi là do cha tôi truyền thụ. Cha tôi là truyền nhân đời thứ 26 của thiên phủ phi đao. Phi đao vô tình chưa từng rơi lệ. Giờ cha anh đang ở đâu? Cha tôi đã mất rồi. Nhưng không sao. Cha tôi từng nói với tôi, làm người cũng giống phi đao. Phi đao một khi đã phóng đi, nhất định phải trúng mục tiêu. Vậy anh có thể biểu diễn tuyệt kỹ phi đao cho quý vị khán giả xem có được không? Cứ tự nhiên như khi anh biểu diễn trên sân khấu là được rồi. Được, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Tao vẫn luôn muốn được xem tuyệt kỹ phi đao của mày, anh đại sơ. Anh Nhi. Chào cô. Tôi là một fan trung thành của cô. Tôi rất yêu thích cô. Anh Nhi, chúng ta làm bạn có được không? Trước tiên tôi phải xử lý việc nhà của tôi đã. Sony, tại sao bộ dạng của ngươi lại không biến đổi gì? Anh đại sơ, bộ dạng của anh cũng đâu có thay đổi gì. Rất đẹp trai. Mày đã uống thuốc gì? Cá mặn, bánh quy. Người em béo lên rồi lại gầy, lại còn nở nữa. Sau đó thì chẳng sao nữa. Không phải thần kỳ lắm sao? Giờ ngoan ngoãn theo anh đại sơ quay về. Em không về cùng anh đâu. Đi theo tao.
chạy thôi. Sao nhanh thế? Đêm qua tao nằm mơ, lại mơ thấy em tao. Nó nói nó chết rất thảm, là do anh ấy không cẩn thận bị trượt chân ngã chết. Anh đại sơ, thực sự không liên quan đến em. Chính mắt tao đã nhìn thấy mày đánh chết em tao. Tao không hiểu sao ông trời lại bất công đến thế. Ban cho chúng tao sức mạnh, nhưng lại biến chúng tao thành quái vật. Chỉ thiên vị cho nhà ngươi. Ông lão, bọn chúng tiến hóa nhanh quá, đã sang giai đoạn 2 rồi. Thế thì đã sao? Mày thay, ý trời cũng đã sắp đặt mày giúp cho chúng tao trở nên hoàn mỹ. Máu của mày chính là thuốc giải của bọn tao. Anh đại sơ, đừng làm bậy. Anh không muốn uống máu của em đúng không? Em nói phương thuốc cho anh. Anh nghe đi đã. Bắc Kỳ 4 lạng, Hoài Sơn 2 tiền, còn có thêm xuyên bối, cắt cánh, tỳ bà, mỗi thứ nửa cân. Nếu mà muốn ngọt thêm một chút, cho thêm 2 thìa mật ong. Từ từ để em nói đã, quan trọng nhất là mật ong. Chết tiệt, sao vẫn lợi hại thế?
Trương Đại Sơ, đừng có ép ta. Sunny. Lão Thọ. Ông lão. Em nghĩ cậu Sunny này với bọn kia không phải là một hội. Chắc không phải là người xấu. Thế thì đã làm sao? Không phải cùng hội thì là cùng loại. Nhất định bắt hắn nói ra chỗ của những tên khác. Anh giúp tôi ở cảnh này. Được rồi, dừng hình ở đây. Đúng chỗ này, cắt từ đoạn này. Tôi có thể khẳng định với công chúng rằng tuyệt đối không có chuyện người đột biến. Xin mọi người chớ phỏng đoán linh tinh, đừng khiến cho công chúng bất an. Giải thích làm sao với những đoạn phim và những bức ảnh chúng tôi có được. Tôi nhắc lại, không có người đột biến, cảnh sát sẽ tập trung tìm ra hung thủ. Xin hỏi có phải cảnh sát không đủ năng lực để đối phó với những người đó? Xem đường xem đi. Từ đâu tới? Trường hợp của Sunny rất lạ, tôi chưa từng gặp bao giờ. Trong máu cậu ta có sinh hóa độc tố nồng độ cao, nhưng không hề ảnh hưởng tới tổ chức tế bào của cậu ta. Trái lại còn khiến năng lực của cậu ta tăng gấp nhiều lần người thường. Tôi nghĩ có khả năng kháng thể của cậu ta đã trung hòa độc tố. Tôi có báo cáo xét nghiệm sơ bộ về Sunny và dùng xác nghi phạm Hạ Quân hỗ trợ cho việc so sánh và phát hiện ra cơ bắp những cơ quan của Sunny không phát sinh một biến dị rõ ràng nào. Có thể nói rằng cậu ta là một kỳ nhân trăm năm mới gặp. Nhưng cậu Sunny đó rốt cục vẫn là người biến dị, nhất định tạo ra mối đe dọa với đại chúng. Tôi đề nghị phải giam giữ anh ta vô thời hạn. Giam được bao lâu? Cơ bản đấy không phải là giải pháp đúng. Hiện tại ở tiêu đề báo nào cũng nói tới cậu ta. Công chúng sẽ nghĩ tới cậu Sunny này là một anh hùng của đại chúng. Bắt những tên cướp hung hãn, bắt những kẻ biến dị, tống ra một anh hùng. Sẽ phải giải thích làm sao? Vừa nãy cô Trần Anh Nhi này có một đề nghị rất hay. Xin mời quý vị lắng nghe. Tôi nghĩ bây giờ ta không thể che giấu vị anh hùng Sunny này. Điều đó sẽ không được người dân ưng thuận. Hãy giữ hình tượng chiến đấu chống tội phạm của anh ta trong lòng công chúng. Hay như chúa cứu thế, bao gồm diễn xuất, quảng cáo và là cả người phát ngôn. Tôi có kinh nghiệm khá phong phú trong lĩnh vực truyền thông. Tôi có thể làm người quản lý của anh ấy. Như thế sẽ là thích hợp nhất. Em thấy cô ta mới là người được nhiều lợi ích nhất. Cá nhân tôi đồng ý với ý kiến của Trần Tiểu Thư. Việc này phải làm ngay khi còn đang nóng hổi. Vì vậy tôi mời Trần Tiểu Thư làm cố vấn đặc biệt của tôi. Sếp, tôi thấy đây là một ý kiến hay. Dù sao chúng ta mời những chuyên gia này về đây nhưng chẳng giúp được chúng ta tìm những người biến dị. Về sau hai người này thay tôi hỗ trợ bảo vệ Sunny là được rồi. Anh dựa vào cái gì để sai khiến chúng tôi? Ông lão, chúng ta đi, không làm nữa. Được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cảnh sát. Thế đao vô tình.
chưa từng rơi lệ. Tất cả kẻ thù, toàn bộ sẽ bị diệt trừ. Cắt chúng rồi. Điện chủ nhân. Hey. Người biến dị ư? Làm anh hùng thường phải giao tiếp xã hội. Lúc này chạy đi chạy lại, vậy có thời gian đâu để nghỉ ngơi? May mắn thay đã có bộc đỗ khắc tinh. Không có nó, mỗi khi bắt người biến dị bị đau bụng thì phải làm sao? Thật may vì có bộc đỗ khắc tinh. Người biến dị, đừng có chạy. Hay không? Hay lắm. Thật không? Chúng ta đang gấp lắm thì thôi. Cầm cái này giúp tôi, cầm lấy. Cây thông mũi song đao. Đường, trứng sau khi cho hết vào, trộn đều lên là xong. Lợi hại quá. Cố lên. Sony. Cảm ơn. Cảm ơn. Sony muốn nói rằng sau khi nhận giải thưởng này sẽ nỗ lực làm thật tốt. Song đao Sony sẽ mãi mãi nằm trong tâm trí quý vị. Hay lắm. Ông Lão, mau thông báo cho sĩ quan đường, bọn chúng có thể đã bắt đầu hành động. Không cần, anh đã đợi bọn chúng lâu rồi. Anh mấy ngày nay im hơi lặng tiếng hóa ra dùng Sony làm mồi nhử. Biết thế thì tốt rồi. Nhưng mà, bà Lão... Muốn tiêu diệt côn trùng có hại, không cần dùng đến phi đao. Hãy dùng biến chủng giết là chết. Chỗ này phun một ít, chỗ kia phun một ít. Rắn chuột kiến cũng chết, người được biến cũng chết. Biến chủng giết là chết. Chào mọi người. Dạ hội của cô rất thành công. Có thể nói như thế. Cô uống rượu không? Khi tôi đang làm việc tôi không uống rượu.
Rất chuyên nghiệp. Cô sống ở đây có quen không? Thực sự chúng tôi vì bắt tên biến dị Trương Đại Sơ mới tới đây. Tôi phát hiện ra chỉ có bề ngoài của hắn biến đổi thành quái vật, còn lại không có gì đáng sợ. Cô nói vậy là ý gì? Đôi khi con người ta cũng rất dễ dàng đánh mất phương hướng. Đánh mất bản thân. Đuổi theo danh lợi, không nhận ra mình đang thay đổi. Yên tĩnh quá nhỉ. Ông lão, lâu lắm rồi mới có dịp yên tĩnh thế này. Chẳng phải anh vẫn thường nói muốn mua một căn nhà nhỏ bên bờ biển, sống một cuộc sống bình yên sao? Được thôi, bắt được lũ người biến dị sẽ lập tức mua ngay. Còn nhớ ngày mai là ngày gì không? Hôn sự của chúng ta anh lại làm lỡ rồi. Bà lão, vụ này anh rất có lòng tin. Chúng ta cũng đã phát hiện ra nhược điểm của bọn chúng. Anh tin là chẳng mấy mà làm xong vụ này. Ta không thể đối phó với lũ người biến dị rất lợi hại ấy. Chúng ta tìm người giúp đỡ đi. Giúp đỡ? Ai giúp đỡ được chúng ta đây? Sony, bọn chúng đều là quái vật. Chúng ta thì không phải nhờ tiểu quái Sony giúp chẳng phải dễ hơn sao? Em không tin anh. Em nghĩ anh không đủ năng lực lo vụ này phải không? Ông lão, anh biết là em không có ý như thế mà. Nhưng hôm đó, anh đã đưa Sony vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy người biến dị, anh cũng không báo với cảnh sát. Anh không thấy như thế là ích kỷ hay sao? Anh ích kỷ? Nếu em mà ích kỷ như anh thì tốt. Ngày nào anh chưa công thành danh toại thì lòng anh không thể bình thản được. Ngay cả khi chúng ta mua một căn nhà bên bờ biển, nghĩ rằng anh thực sự vui sướng, thực sự bình thản sao? Cô mệt à? Hay không thoải mái? Không phải, kể cho tôi đi. Phi đạo nhất xuất, thủy dư tranh phong. Thể giúp cô giải quyết vấn đề. Anh có biết là tôi rất xấu xa không? Không biết. Anh có biết rằng tôi làm thế này là nhằm lợi dụng anh không? Tôi ích kỷ lắm phải không? Chỉ cần làm cô vui là được rồi. Anh Nhi, cô đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện của tôi. Cuối cùng cũng đã được như cha tôi, có thể đứng trên sân khấu biểu diễn phi đao. Không còn gì có thể tốt hơn. Tôi thực sự muốn cảm ơn cô. Ngốc quá.
Đứng im, yêu quái đừng có cử động. Tốt lắm, tấn công hắn. Tốt lắm, yêu quái bước sang một chút. Cùng nhìn sang chặn chặn, rất tốt. Mọi người ăn cơm thôi. Làm cả đêm rồi, hãy ăn những cái bánh này đi. Phi đào kỳ hiệp, tao đã nói tao sẽ quay lại tìm mày. Anh đại sơ không có mày sống trên đời chẳng có ý nghĩa gì. Anh đại sơ, máu của em không cứu được anh đâu. Anh tự thú đi. Tao không cần biết. Tao nhất định phải lấy máu của mày. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Mạng của mày là của tao. Còn nữa, cả anh Nhi cũng là của tao. Đừng có làm hại anh Nhi. Người là đồ quái vật. Nói thế nào cũng không hiểu. Người ngu ngốc đến thế sao? Chừng nào mày vẫn chưa chết, tao tuyệt đối không tha cho mày. Theo tao quay về. Lại là mày. Cuối cùng cũng đã tới. Được. Hôm nay tao sẽ lấy máu của mày để tế trọng tao. Bốn huyệt khí môn đã bị chặn, tê lắm phải không? Muốn chạy nào? Mày là của tao. Mở cửa, trường quay bị cháy rồi. Mở cửa. Có ai nghe không? Có ai không? Hình như tôi nghe bên trong có tiếng người. Mau tìm người đến mở cửa. Tìm người đến mở cửa. Chờ một lát rồi ta sẽ đưa ngươi đi cống hiến cho khoa học. Hơn nữa, giờ ngươi cũng không cử động được. Cứ ngoan ngoãn mà chờ trước khi biến thành tiêu bản người biến dị.
không có tác dụng. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tao đợi mày lâu lắm rồi. Ông lão, chạy mau. Bà lão, anh hứa sớm sẽ giải quyết xong chuyện này. Ngày hôn lễ giữ nguyên không đổi. Ông lão, anh đánh không lại hắn đâu. Mau chạy đi. Anh đánh không lại hắn. Vừa nãy ở ngoài anh đã giải quyết xong một đứa. Bà lão, xem biểu diễn này kịch. Ông lão, có ai bị thương không? Không ngờ tốc độ biến đổi của con quái vật ấy nhanh nhiều so với dự kiến. Ngâm châm đâm vào huyệt cũng chẳng tác dụng gì. Thật không ngờ. May là đã giết được một đứa. Nếu không, chắc là đã có thể ức hiếp được tồn hạo này rồi. Ngân châm phải thay bằng kim thép, thuốc tê phải tăng gấp đôi.
Bà lão. Tú Hoa. Tú Hoa. Đừng đùa với anh. Không vui đâu. Anh không đùa đâu. Ông lão, em thích anh gọi em là bà lão. Cái tên do anh đặt. Bà lão. Ngoan. Không sao đâu. Em không được ngủ. Chúng ta sẽ đến viện. Sẽ không sao đâu. Không cần đâu. Ông lão. Em xin lỗi. Sau này trên con đường đời, chỉ có mình anh đi. Đừng nói thế. Không sao đâu. Không đâu. Không có em. Anh đi thế nào được? Em đừng bỏ anh đi. Ông lão. Anh phải nhớ. Cho dù có đi tới đâu, cũng không được đánh mất bản thân. Bà lão. Không sao đâu, anh đừng sợ. Cho dù có đi tới đâu, em cũng luôn ở bên anh. Em sẽ luôn ở bên anh. Đừng đánh mất chính mình. Ông lão. Nơi này thật là đẹp. Yên tĩnh quá. Bà lão. Bà lão. Bà lão. Anh đã sai rồi. Em quay lại đi. Quay lại đi được không? Anh không làm như vậy nữa đâu. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi và anh
Tôi cũng giống như anh. Đã hồ đồ mất nửa đời người. Từ giờ không còn là việc của tôi nữa. Dù đúng hay sai, tôi cũng xong việc rồi. Giờ đã đến lúc từ biệt. Trong những ngày này, tôi đã được làm một đại anh hùng. Phi đao kỳ hiệp. Thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ như thế là vui sướng, như thế là thành công. Nhưng thực ra, tôi đã tự lừa dối chính mình. Anh trước đây vô cùng oai vệ, có thể chiến đấu không màng đến tính mạng. Sao bây giờ anh lại bỏ đi? Tôn Hạo, xin anh hãy giúp tôi. Bà lão của tôi từng nói, gã tiểu quái vật anh có khả năng tiêu diệt bọn chúng. Tôi sẽ dạy anh cách khống chế tiềm năng của anh. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng mà bà lão đã nói với tôi. Cậu đã hít phải một lượng lớn độc khí, nhưng may mắn đã đẩy được ra ngoài, chỉ trở thành người nửa đột biến. Cậu chỉ trong lúc nguy cấp mới phát huy năng lực. Có điều, năng lực đó cũng không thể khống chế được. Phi đao cũng không trúng. Giờ thứ mà tôi muốn huấn luyện cho cậu chính là sự tập trung năng lực. Mục tiêu còn không trúng thì đừng có nghĩ tới chuyện gì. Tôi sẽ nói cho cậu thử nguyện của Trương Đại Sơ. Trần tiểu thư, cô hãy nghỉ một chút đi. Mấy ngày nay đã không ngủ rồi. Nếu như có tin của Sunny, chúng tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Giúp tôi có được không? Tên tôi là Anh Nhi. Quên rồi, Không được ngủ đi, mau cố lên.
Alo, Sunny. Anh Nhi. Là tôi, Trương Đại Sơ. Tôi đã đưa Sunny lên thiên đường rồi. Hắn rồi sẽ xuống địa ngục. Anh Nhi. Cô đang ở đâu? Tôi rất cô quạnh. Giờ tôi phát hiện ra rằng thứ mà ông trời ban cho tôi không phải là năng lực gì cả, mà là sự trừng phạt. Sức mạnh của tôi càng lúc càng tăng, trái tim thì càng lúc càng trống trải. Người đáng lẽ phải bị báo ứng thảm hơn. Anh Nhi, giờ cô là người duy nhất mà tôi nghĩ tới. Không cần biết giờ cô đang ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra cô. Cảnh sát chúng tôi có trách nhiệm nhắc nhở cô. Cô làm như thế, nguy hiểm sẽ rất cao. Ngay cả khi cô có thể khiến Trương Đại Sơ lộ diện, chúng tôi cũng không đảm bảo có thể bắt được hắn. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tôi đã quyết định rồi. Đừng nói là tao chưa tìm ra phương pháp trị liệu. Ngay cả khi tao tìm ra cũng không đưa thuốc chữa cho mày. Sức mạnh là do trời ban, những tâm hồn độc ác là do chính mày tạo ra. Cơ bản không có cách chữa trị, mày chết chắc rồi. Em ở đâu? Anh không tìm ra em. Đã giết chết biết rất nhiều người. Anh không cần tìm tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, kỳ thực tôi với anh đều là người xấu, đều là một loại người. Tôi cũng rất cô quạnh. Ngày mai sinh nhật tôi, hẹn anh ở khu biệt thự Vĩnh Cửu Long, phòng 131. Phân đội 1 có chuyện gì không? Không. Phân đội 2 chỗ các anh thì sao? Bình thường. Tổng bộ, chỗ anh có phát hiện gì bất thường không? Không. Thiện xạ nghe rõ trả lời. Thiện xạ nghe rõ. Ngay khi mục tiêu xuất hiện có thể nổ súng. Rõ. Đã xuống lầu. Hắn ta nhanh quá, bắn không trúng. Các phân đội chú ý, bố trí nghiêm mật rõ. Cô Anh Nhi, tên đột biến đã tới. Theo kế hoạch cô hãy chạy ra cửa sau. Cô Anh Nhi, nếu cô không chạy sẽ rất nguy hiểm. Lập tức dẫn cô ấy đi. Cô Anh Nhi, chạy mau. Không được
cuộc hành động. Đằng sau cửa có thể là đồng đội của ta. Anh Nhi, sinh nhật vui vẻ. Vui lên đi chứ. Từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn tốt suốt đời. Xin lỗi, là người yêu mới đúng. Mãi mãi ở bên nhau. Vì sao anh lại yêu tôi? Mỗi khi tôi nghĩ đến em, trái tim tôi thấy rất hạnh phúc. Anh biết thế nào gọi là tình yêu không? Là cảm giác tâm hồn họ kết nối với nhau, mong nhớ đối phương, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, trái tim chỉ có đối phương. Đó gọi là tình yêu. Anh chẳng qua chỉ là một loài sâu bọ đáng thương. Tôi không cần biết. Đi theo tôi. Em muốn gì tôi sẽ cho em. Ta muốn người chết. Vô ích thôi, đi theo tôi. Không được bắn. Cô anh Nhi ôm Trương Đại Sau lao ra ngoài cửa sổ rồi. Anh Nhi. Sonny. 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 Mày chưa chết sao? Anh dừng tay lại đi. Không được bắn. Là phi đao kỳ hiểm. Sonny. Cái gì thế? Bà lão của mày đang ở dưới đấy đợi mày. Mày xuống đấy cùng nó đi.
Johnny. Không sao, đợi tôi giết chết thằng danh ấy rồi em sẽ thuộc về tôi. Sonny, thấy mày chưa chết, tao có một cảm giác rất kỳ lạ. Tao rất vui. Nhưng lần này mày chết chắc rồi. Mặc dù hình dạng anh không thể thay đổi, nhưng trái tim thì có thể. Anh dừng tay lại đi. Tao không muốn làm người. Tao muốn làm thần. Ông ta ban cho tao sức mạnh. Bởi vậy tao có thể làm mọi việc cùng cả tình yêu. Anh thật đáng thương. Nhảm nhí. Mày tự lo cho mày còn không xong. Làm sao làm được phi đao kỳ hiệp? Phóng đao đi. Không mở được cửa. Cùng khóc. Thậm chí có thể vì đối phương mà chết. Anh Nhi. Tao không tin.
Anh Nhi. Anh Nhi. Anh không đưa em đến bệnh viện thì em chết thật đấy. Dùng tâm cảm nhận, dùng mắt ngắm cho chuẩn, dùng khí xuất đao, khí cùng với gió kết hợp. Con phải làm bạn với gió, để cho gió có thể điều khiển con dao của con. Con nhất định có thể làm được con trai. Phi đao, phi đi. Trúng rồi, con trai giỏi quá. Yeah.